Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chụp đó đấy. Đây, phải chạy tới không cao ốp đấy ở với miền vị thì sao vì đấy thì mỗi dân ai nè chụp này nó giò này máu hay không cao bốc này dân ai đặt chẳng máu hay nhà bây giờ thì lại ta mối thế phiền hồi này sạch sẽ bàn là sao buồn này nó bật thói này hay bây giờ thì lại bị chụp pí họ lại bị chụp pí phiền rồi bàn học sập bẩm bấy nè về để thà lờ bị hạ sập phiền rồi vì cô sòng còn tại bà sinh thì dân khái nặng bầy dân nặng bầy dân má là đang rồi kia rồi mà nặng má là trâu mà thì trong ca nặng bột nít trời dân mưa po về này po chứ trong ca trời dân liều po lá bà sinh thì cạnh này dân liều po về trâu chẳng bột thầm muối sạch sẽ mà còn tại nhóm cọt bằng ca bột này lâu trong nhóm nặng bì mới sinh phê là nhóm sẽ đái để rồi nhóm mất miền cô thì bà sinh cái này em muốn nó phá mình em buộc thầm đái rồi nhập mọi miền ta từ bộ cột đi thấy sạch sẽ chúng mình thả đạn nâng muối anh ấy chắc mấy pí này pí chúng ta phim xa thiệt mấy cho mời bạn thiệt hơn đấy thấy đấy cho nên bạn tầm muối thấy thầy phá sạch sai thiệt cho mình thả pí po nắng thằng đấy bộ mùa po này nhưng mọi người nhầm mình là bọn người ta thích một bữa sẵn nè 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 phải đạn lắm để chụp tí phía đôi này ca chụp cháy với lò này đạn máu sạch sạch hột rồi nhé giờ mới thả po lương đi hay bột chủ mùi ảnh đấy phí sạch sạch mình thấy dường đã thấp về trường đánh bàn tà tô mùi đài là bởi tỏ biển là một tài hợp sinh tiết đặt bỏ xây trẻ vì cho những bỏ bố này sau thì là cả hòm ấy cả hòm mùi cả hòm nhưng mà cực thà vì ai đã nhận lại tập đi đấy nè bày tay mới phía đôi là sáng bốn thì này có hòm chùm mùi có hòm có vì xe này nè còn ta đây dùng tạp chân phía đôi với ta sáng bốn thì là sân gì dưỡng đạo phá là nâng gì hết cái mùi xe đã nâng chẳng vậy thà vì là ký này để sọc tam dùng láng này nè ok nè để cho mơ lương mùi lướng tại vì tao đuổi thật nhưng tay mơ đài thế này thì nên có nên ai vô po để cho mặt tay bàn chụp chạy là đón thì được trẻ lương cho mình ấy thì mình thấy là của sòn là thằng kháng bố lấy cho mơ nè thiện đấy nè cho mùi tật cho về ai nè em cứ tham phải chỉ mình chụp chạy đi còn phải thế nhé cho mình là việc bắt bằng rằng mình là po nâng cho mỗi tận đấy ăn lò thì cũng đã về cái nhầm xả mới thiết xả lương đấy cho mỗi tận vĩnh mình xả lương mới lại trở vĩnh là tận cho mỗi lương vĩnh thì xong thời gian xa đấy nữa này ok nhưng mình tha tật chỉ mùi lướng có cô xong đấy phía rồi này cá chỗ cháy là mới thiết ok thế nhé ok tật chỉ mùi nick cô xong xạ với mới thiết phải nhưng mình tha phía rồi này cá chụp cháy chùm tật chỉ mùi nặng đấy vì cô xong đấy mình thấy hiện nặng bày đón việc phải làm đón thấy trong việc ai mà này chặt sập phía rồi đấy phía rồi cả chụp cháy này ok nó chỉ cần miền poi nhầm tọt tay tiệt đấy việc ở poi nhầm tọt tay chân nhầm mặt hiện này poi nhầm khai cục ở đây nhầm độ là nhầm sầm độ thẳng á thì xa nhầm khai khai không chân mặt là poi nhầm cháy mới phí thế một miếng. Ok, nói cho sẵn thì xem một mở ta tốt xem này xem trim viên hàng bột về ta chia ta tô lo món cái chia ta tô nhằm trộn lại. Ok này ta tô nhằm trộn lại này nhằm là pe po cả chú trong nhà máy thì mà thôi nhằm khạch phè là trong nhà máy thôi gì muối thế bà thông ảnh bây giờ thời mới đấy. Ok này mới để bốc cho nhỉ thăm bây giờ là thăm ở đây đang là khó để bốc không đi kìa anh ấy thì những cái bốc ở phí cáo không cái thằng phí là buôn phí rồi thế hàm phí phí là mà thao phí phí phám này hay hàm phí bày hay đòi nó bị làm đa sàn phẳng hay đòi nó sàn sập này xem là xong đẹp cho hệ rồi môi sáng cảm ơn trời lắm thề năng muối này những cụ thò thiết muối bị đẩy trong nhóm khỏa đó nhóm sân bộ thầm đá ra là xài nhóm khả lại về là hạt cổ chăm là so nhóm tè mới thiết và dòng gồm dụng cái đầu bàn cổ bắn ở trà này muối bị ta cổ tế chẳng sống này này lương sẵn chán cho nó lương cho khác nhưng là bay bay giống nó bàn mà nó đừng lo này thật là hỏi mình này tiếp này okay. Sau này mạnh bộ là tay này còn này mới tiến này ok này này bộ bao nhiêu phá này là này toàn pop perfect thế trong vậy bộ một tầng tiếp này bé đến này ok chào ấy thầm lá cái phá là anh quay chứ ok nhầm mà người thì đây chúng ta nhầm chọc cháy mới tiếp chứ nhầm sao pop phần lắm sao bạn nhầm máy tóc con hero nhầm bé bạn tay nhầm máy tay này còn đây mới bạn này mà nhầm đạn là tập mũi đây chẳng này xa về thiết thế nhé tập mũi đây phía sáng cứ chụp chạy mà chứ mới là po tập mũi đây xì thế nè chẳng là mấy nhẹ mà nhầm đạn ăn lương đấy chứ mua này bị ta nó lên xã thăm mùi bàn này chứ mơ về chụp chạy ớt á nè nên thả lương mũi cho mùi này mới có phía đôi này là chụp chạy giặt ở đây. Ok, sau khi tiết ở trong mình được để cho nhầm xong nếp bằng thế chẳng ok chẳng bí tôi bây giờ thì bây giờ mình buộc ấy cho người đặc biệt mình buộc ấy á ok ok cả bộ mình tập phản ứng hết này để tại sao nhờ buộc to này tôi ở các file UP nhầm bẻ này hay thằng cả bộ bài thêm này trong vậy thay dựng bộ pin và làm tập đọc ấy nè thế tham ăn là về để dựng bộ này về thao cả nè pin mũi tầm bớt sụt bộ thì bật tại bật lăng đào đọc còn mình chơi vào bài mà nãy bật tại bật sinh nhật lăng đào chả bị đọc mùi lăng nữa về vào bộ nên bật sang nhóm mình nói nhưng mà thôi cho lâu ha sập tôi nhưng mà thôi ok bật phá cái chữ đường mũi vòng bảy thế cuốn sồn là sồn đấy cái à làng ấy phía trước bộ tập bị đóng vì làng mà anh đã sưu những bộ ai thêm trong vậy thật trắng hay mình chẳng bạch sưu trong tập bộ ai thêm mới thấy nhóm có ớt trái đấy trong vậy thật trắng về nhóm bốn đóng và bà xăm chặt này chúng ta nói cái bộ ấy phải là đi thớm sồn mà thì thớm là cục làm ô thích đỏ chanh mình phật vào đây thôi này và mùi vào thôi tiếp đấy đấy còn bốn ok đạp ấy đạp bắt đạp nè cho người ta bạn đạp này trong kia rồi này sẽ với mình ta sáng sau kia rồi thì nhưng mà thôi mùi thì của nhà bạn đạp mùi ấy cho nên vào trăm nhiều mình hạ sắp để cho nhiều một bộ tiền này โอเค subscribe channel របស់ខ្ញុំផង ប្រាប់មានរឿងទៀតចាអតតងតនឹងការរិស័តបុកបាក់ចិត្តសំចប់តិចណានេះ แล้วก็อริสัตบกปัจจัตนี่เวียนี่ ក្នុងការរស័តបកបច្ច័តនេះអ្នកអាចយើងដាក់សខោចូលហើយចេញរូបបក นั่นไงจะพูดอันนั้นมีแต่ปนนึงให้มีในแชทสู้ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំបាន reply ច្រើនដែរហើយនៅសួរសំណួរបានដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូហ្នឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាយបាយ